Mình xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn cách trồng dưa lê Hàn Quốc trong chậu trên sân thượng. Với cách trồng dưa lê Hàn Quốc theo phương pháp hữu cơ này thì mình cũng áp dụng cho vườn mình rất là nhiều vụ rồi. Mình thấy đây là một giống dưa lê cực kỳ ngon, sai quả lại rất là dễ trồng dễ chăm. Cách trồng dưa lê Hàn Quốc này thì nó cũng rất là đơn giản. Các bạn trồng bầu bí mướp như nào thì mình trồng dưa lê cũng như vậy. Chỉ cần vài cái thùng sơn và một góc vườn nho nhỏ thì mình đã trồng được một dàn dưa lê trên sân thượng nhà mình rồi. Chỉ cần mất khoảng 50 đến khoảng 60 ngày thì mình đã có dưa lê để thu hoạch. Lúc mới bắt đầu làm vườn sân thượng thì vườn nhà mình chỉ trồng được rau và bầu bí mướp thôi. Mình không có nghĩ là trên vườn sân thượng có thể trồng được những cái loại trái cây ngon như vậy. Rồi đến mùa hè thì trên vườn sân thượng nhà mình rất là nắng nóng, mình thấy trồng rau quả gì nó cũng rất là khó khăn. Rồi mình cũng tham gia vào trong hội trồng cây để học hỏi thêm kinh nghiệm. Khi mình tham gia vào trong hội trồng cây, mình mới biết đây là một giống dưa lê Hàn Quốc thích hợp trồng vào vụ hè nắng nóng. Rồi mình cũng mua hạt giống dưa lê về mình trồng thử. Vụ đầu tiên thì mình cũng rất là lo, mình sợ cái giống dưa lê này khó trồng vì đây là lần đầu tiên mình trồng dưa đó các bạn. Nhưng sau khi mình trồng một vụ rồi thì mình thấy cái giống dưa lê này cực kỳ dễ trồng dễ chăm. Khi mình trồng nó vào những ngày hè nắng nóng thì mình thấy cây phát triển rất là tốt. Mình cũng chỉ bón phân hữu cơ thôi mà trái ra rất là nhiều. Lần đầu trồng dưa lê thì mình không nghĩ là cái giống dưa lê này nó ra nhiều trái vậy đó các bạn. Nhưng mà nó lại ra được nhiều đợt nữa. Cái trái dưới gốc nó vừa chuyển màu vàng ha, là ở trên ngọn nó lại tiếp tục ra trái nhỏ. Và mình thu hoạch được rất là nhiều đợt như vậy đó, chứ không phải là thu hoạch một lần rồi thôi nha các bạn. Mình trồng cái giống dưa lê Hàn Quốc này á, mình ăn rất là lâu và rất là bền cây luôn đó. Trái nó cứ ra hoài như vậy đó. Rồi khi mình trồng được cái giống dưa lê ngon này trên vườn sân thượng nhà mình thì mình cũng muốn chia sẻ lại cái kinh nghiệm này đến với tất cả mọi người, để ai cũng có thể trồng được một dàn dưa lê trĩu quả trên vườn sân thượng nhà mình nha. Dưa lê Hàn Quốc này thì nó có rất là nhiều loại, như cái loại mình đang trồng đây là cái giống dưa lê Honey 007. Mình thấy nó còn Honey 008 và nhiều loại 00 khác nữa. Đây là lần thứ 7 mình trồng dưa lê Hàn Quốc trên vườn sân thượng nhà mình. Mỗi lần trồng thì mình lại trồng một giống khác nhau. Sau nhiều vụ như vậy thì mình chọn lọc ra cái giống Honey 007 này là cái giống ngon nhất để giữ lại cho vườn nhà mình. Dưa lê Hàn Quốc này dù là Honey 00 mấy thì khi mình trồng ra cái trái nó cũng có màu vàng tươi. Và nó cũng giống y chang như vậy, không khác gì hết nha các bạn. Nhưng khi mình ăn thì mình biết được cái giống Honey 007 này nó rất là giòn ngọt và nó có cái mùi thơm rất là đặc biệt. Còn những cái giống dưa lê khác á, mà mình đã trồng qua rồi, mình không nhớ là 00 mấy nha các bạn. Nhưng mình thấy ăn cái thịt nó hơi cứng, nó không có vị ngọt nhiều. Mà mùi thơm nó cũng không đậm đà như cái trái Honey 007 này. Rồi bây giờ thì mình đi chia sẻ với các bạn kinh nghiệm trồng dưa lê Hàn Quốc thật là chi tiết từ khâu ươm hạt cho đến khi thu hoạch luôn nha các bạn. Một gói dưa lê Hàn Quốc có nhãn mác có hình trái dưa lê đó các bạn thì nó tới 1.000 hạt. Nhưng mình trồng ở vườn sân thượng, mình trồng ít thì người ta hay chiết lẻ ra như vậy nè. Mỗi gói như vậy thì người ta bán khoảng 10 đến 20 hạt nha. Rồi mình cho vào trong nước mình ngâm. Nước ngâm hạt ở đây thì mình dùng nước lọc bình thường chứ không cần thiết phải ngâm nước ấm nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình trộn đều lên để cho những cái hạt giống nổi lên trên nó được chìm xuống dưới và thấm nước. Rồi mình để hạt giống trong chén nước ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng hoặc là ngâm qua đêm đều được nha các bạn. Hạt giống sau khi ngâm qua đêm rồi thì mình sẽ cho hạt vào trong giấy ăn. Mình lấy khoảng 5 đến 6 tờ giấy ăn này mình gặp lại rồi mình sẽ cho hạt giống vào trong giấy, mình gói lại và ủ cho đến khi hạt nảy mầm. Khi mình ươm cái hạt giống dưa lê này trên giấy ăn thì cái hạt giống nó rất là dễ nảy mầm và mình cũng nhìn được cái hạt giống mình nó nảy mầm từng ngày. Nếu như cái hạt giống mình mua nó không có chất lượng đó các bạn, mình ươm ở trong giấy ăn này mà nó không lên á thì mình có thể trả lại cho cái người bán nha các bạn, vì cái hạt giống dưa lê này nó có giá từ khoảng 3.000 đến 5.000 một hạt. Cho nên người ta cũng khi bán cho mình, người ta cũng bảo hành cho mình đó, mình mà gieo không lên đó các bạn thì người ta cũng đổi hạt khác cho mình nha. Rồi sau khi cho hạt vào trong giấy ăn rồi thì mình gặp lại. Gặp lại xong rồi mình cho cái nguyên cái cục giấy này xuống nước, mình làm cho ướt đẫm luôn. Giấy nó ướt đẫm rồi thì mình cầm vào trong lòng bàn tay mình bóp nè các bạn. Mình bóp vừa phải thôi để cho cái giấy ăn của mình nó còn giữ lại cái độ ẩm. Giữ lại cái độ ẩm thôi chứ không ướt nha các bạn. Giữ lại cái độ ẩm thì cái hạt giống mình nó sẽ nảy mầm. Còn mình giữ lại quá ướt đó các bạn thì cái hạt giống mình nó sẽ bị úng nước nha. Và nó sẽ bị hư cái hạt giống đó nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho hạt giống vào trong cái bọc ni lông, mình cột kín lại và ủ trong khoảng thời gian là 2 ngày. Trong suốt thời gian ủ thì mình không có để cho giấy ăn bị khô. Thỉnh thoảng nếu mình thấy tờ giấy ăn bị khô thì mình lấy tay mình búng một ít nước vào trong tờ giấy và tiếp tục ủ cho đến khi hạt giống nảy mầm nha các bạn.
rồi mình treo hạt giống lên trên cao để cho gián và chuột nó không có ăn được hạt giống của mình, và mình cũng tránh luôn ánh nắng trực tiếp gọi vào trong hạt giống nha các bạn. Hạt giống sau khi ươm được một ngày một đêm thì bây giờ mình mở ra thăm chừng coi hạt giống nó đã nứt nanh chưa. Sau khi mình ươm được một ngày một đêm đó các bạn, thì cái tờ giấy ăn mình nó vẫn còn ẩm nha. Trong suốt quá trình ươm thì mình không có búng thêm nước một lần nào. Hạt giống nó vừa nứt nanh như vậy là mình đem đi ươm được rồi nè các bạn. Đừng có ủ lâu quá, cái rễ nó sẽ mọc ra dài và đâm xuyên qua giấy ăn. Những cái rễ này nó sẽ bám dính vô nhau, lúc mình gỡ ra để ươm đó các bạn thì rất là dễ bị đứt rễ nha. Còn đây là gói hạt giống mình ủ tới 3 ngày mình quên thăm chừng. Chợt nhớ ra thì hạt giống đã mọc mầm ở trong giấy rồi. Những lúc như vậy thì mình đem nguyên cục giấy nè các bạn, mình ngâm vào trong nước để cho cái giấy nó bở ra. Lúc cái giấy nó bở ra rồi thì mình gỡ cái cây giống nó ra rất là dễ dàng, nó không có bị đứt rễ nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình đi trộn giá thể để ươm hạt. Đầu tiên mình cho vào trong thau là 70% mùn dừa đã qua xử lý. Rồi mình thêm vào trong mùn dừa là 30% phân trùng quế. Rồi mình trộn đều lên. Đây là một công thức trộn giá thể đơn giản cũng không cần đất. Công thức này thì mình cũng áp dụng để ươm hạt giống cho vườn mình rất là nhiều vụ rồi. Mình thấy cây con được sống trên nền giá thể này thì cây con phát triển rất là tốt, mập mạp lại rất là nhanh lớn. Chậu để ươm hạt giống thì mình hay chọn những cái chậu ly nhỏ như vậy. Ly càng to thì cây giống mình càng khỏe, tuy nhiên thì ly to quá thì rất là hao giá thể nha các bạn. Nên mình cũng chọn ly vừa phải thôi. Rồi bây giờ thì mình cho giá thể vào ly ươm và bắt đầu đi ươm hạt luôn nha các bạn. Đầu tiên thì mình khoét một cái lỗ nhỏ có độ sâu khoảng nửa lóng tay rồi mình cho hạt giống vào. Đối với những hạt giống mà vừa nứt nanh như vậy á, khi mình cho vào thì mình cho nó nằm ngang hay nằm nghiêng gì cũng được nha các bạn. Cuối cùng thì mình lắp giá thể lại. Còn đối với cái hạt giống mà đã nảy mầm và đã mọc lá xanh rồi đó các bạn, thì mình làm nhẹ tay hơn một chút xíu nha. Mình khoét một cái lỗ nhỏ nè và mình cho trọn cái bộ rễ của cây xuống. Rồi mình nhẹ tay lắp đất lại, mình cho cái phần mầm nó nhú lên trên. Cứ như vậy mình tiếp tục làm cho hết cái phần hạt giống còn lại nha các bạn. Cuối cùng thì mình đi tưới nước cho những cái bầu ươm này. Tưới nước xong thì mình sẽ mang những cái bầu ươm này vào trong bóng râm mình để khoảng 2 ngày. Sau 2 ngày thì hạt giống sẽ nhú mầm và nhô ra khỏi giá thể. Khi cây đã có hai lá mầm khỏe như vậy rồi thì mình sẽ mang cây ra nắng nhiều và để cho đến khi cây ra hai lá thật thì mình bắt đầu mang cây đi trồng ra chậu lớn. Hai lá thật là hai cái lá phía trên, hai cái lá tròn đó các bạn, còn hai cái lá phía dưới là hai cái lá mầm nha. Rồi bây giờ thì mình đi trộn đất để trồng dưa lê luôn nha các bạn. Ở đây mình có một cái bồn có dung tích là 250 lít. Cái bồn này thì mình sẽ trộn vào đây là 50% đất thịt, còn lại 50% thì mình sẽ trộn sơ dừa, phân bò và cho chấu nha các bạn. Như hôm nay mình không có sơ dừa thì mình sẽ trộn cho chấu và phân bò, rồi mình thêm vào đây là một ít rác nhà bếp. Cuối cùng thì mình rắc một lớp vôi bột vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng để mình xử lý sạch mầm bệnh trong đất. Đối với dòng họ các loại dưa có bộ rễ nhạy cảm, trước khi các bạn muốn trồng vào trong đất thì phải xử lý đất cho thật là sạch mầm bệnh rồi mình bắt đầu trồng cây con vô được nha các bạn. Vôi bột ngoài tác dụng diệt khuẩn ra thì nó cũng làm hạ phèn và tăng canxi cho đất. Cây ăn trái mà trượt trồng trong nền đất có đầy đủ canxi thì cây có một cái thân tán khỏe mạnh, cứng cáp, ít có bị đổ ngã nha các bạn. Trong quá trình phơi đất thì mình thường xuyên xới đất lên để cho cái chậu đất mình nó mau khô. Thường thì mình nắng nhiều thì mình phơi khoảng 4-5 ngày đến khoảng 1 tuần thì cái chậu đất của mình nó khô trắng luôn đó các bạn. Lúc đó mầm bệnh nó đã sạch rồi thì mình tiến hành trồng cây con vô nha. Một bồn có dung tích là 250 lít này thì mình trồng được 12 cây dưa lê. Nếu như các bạn không có bồn lớn như mình thì các bạn có thể trồng thùng sơn hoặc là thùng xốp đều được nha các bạn. Như thùng sơn có dung tích khoảng 200 lít thì mình chỉ trồng một dây dưa lê thôi. Đầu tiên thì mình khoét một cái lỗ, mình cho trọn cái bầu dưa lê xuống dưới, rồi mình lắp đất lại. Lúc lắp đất lại thì các bạn lắp vừa phải thôi, không có cho đất chui vào trong cái đọt non của cây dưa lê nha các bạn. Đất nó gần chạm tới hai cái lá mầm phía dưới là được rồi. Rồi những cái cây còn lại các bạn cũng trồng tương tự y như vậy luôn nha. Cây trồng xong rồi cuối cùng thì mình đi tưới nước cho cây. Đối với dòng họ các loại dưa có bộ rễ nhạy cảm hay bị nấm bệnh thì các bạn chỉ nên tưới cây buổi sáng, không nên tưới cây buổi chiều và tối. Buổi chiều tối mà mình tưới cây thì cái đất trong chậu nó rất là ẩm ướt, như vậy thì mầm bệnh sẽ phát sinh rất là nhiều. Giai đoạn cây con này thì trong đất nó đã có chất dinh dưỡng rồi cho nên mình chỉ tưới nước cho cây thôi chứ không có bón phân gì hết. Khi cây dưa lê ra được 5 đến 6 lá thật thì chèo nách ra cũng rất là nhiều. Đây là những cái chèo nách nè các bạn, những cái nhánh mà mọc ra từ nách lá thì mình gọi là cái chèo nách đó. Những cái chèo nách này thì mình sẽ vặt bỏ từ chèo số 1 cho đến chèo số 9.
từ chèo số 10 trở lên trên ngọn thì mình sẽ giữ lại và cho trái trên những cái chèo đó. Mỗi nách lá thì sẽ có một cái chèo, mình sẽ vặt từ chèo thứ 1 cho đến chèo thứ 9. Cái chèo nào vừa nhú ra thì mình sẽ vặt liền, mình không có để nuôi những cái chèo này. Khi mình nuôi những cái chèo này thì cái cây của mình nó sẽ chậm lớn vì dinh dưỡng đã chi phối ra nuôi những cái chèo này rồi nha các bạn. Khi mình vặt hết những cái chèo này đi thì cái cây của mình rất là nhanh lớn. Từ chèo số 1 tới chèo số 9 này nó vẫn ra trái khỏe nha các bạn, nhưng mình cho trái sớm quá thì cái cây của mình nó sẽ bị yếu. Cho nên mình sẽ nuôi cái cây cho nó khỏe trước rồi mình sẽ cho trái sau. Rồi bây giờ thì mình đi tiến hành cắm cọc để cho dây dưa lê bò lên. Lúc cắm thì mình cũng cắm cách xa gốc khoảng nửa gang tay để tránh bị đứt rễ cây dưa lê nha. Mỗi cây dưa lê như vậy thì mình sẽ cắm một cái cây cọc kế bên nha các bạn, để cho cây dưa lê nó tựa vô và có chỗ để nó bò lên. Cắm cọc xong rồi thì mình sẽ lấy dây mình cột cho cái thân dưa nó bám vào trong cây cọc. Dây dưa dài tới đâu thì mình sẽ cột tới đó. Cái dây dưa lê nào nó dài thì mình lấy cái thân nó mình cột vào trong cọc. Còn như cái dây dưa lê nào nó ngắn các bạn, mình kéo qua không được á, thì mình cột cái lá nó cũng được nha. Rồi bây giờ thì mình đi bón phân cho cây nhanh lớn. Ở cái giai đoạn này thì mình bón cái phân nào có hàm lượng đạm cao thì cây của mình nó sẽ nhanh lớn. Phân có hàm lượng đạm cao thì các bạn có thể bón phân gà, phân cá hoặc là phân vịt trùng quế đều được. Hôm nay thì mình sẽ dùng phân cá để bón cho cây. Ở đây mình có một thùng nước có dung tích là khoảng 14 lít. Thì mình sẽ cho vào đây gần một chén ăn cơm phân cá. Phân cá này thì ở nhà mình tự ủ. Nếu như các bạn thích mình chia sẻ về cách ủ phân cá này thì hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận. Mình sẽ dành thời gian sớm nhất để chia sẻ gửi đến với các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình trộn đều lên và mình đi tưới cho cây. Trong phân cá thì cái hàm lượng đạm rất là cao. Ở cái giai đoạn nào mình muốn cây nhanh lớn thì mình bón phân có hàm lượng đạm cao thì cái cây con của mình nó phát triển rất là nhanh. Phân cá này thì mình thấy trên thị trường có bán rất là nhiều. Nếu như các bạn không tìm mua được phân cá thì các bạn có thể thay thế bằng phân gà bột, phân gà viên hoặc là phân bò, phân bánh dầu hoặc là phân trùng quế đều được nha các bạn. Ngoài bón phân định kỳ cho dưa ra thì khi cây dưa được 6 lá thật thì mình bắt đầu phun phòng bệnh cho cây. Tầm 10 đến 15 ngày thì mình sẽ phun phòng bệnh cho cây một lần. Khi cây bắt đầu ra ngọn non mà các bạn không phun phòng thì cái con bọ trĩ nó sẽ tấn công vào trong cái cây dưa của mình. Ngoài bọ trĩ ra thì còn nhiều con côn trùng khác nữa. Đối với cây dưa lê thì mình thấy bọ trĩ tấn công nhiều nhất. Cho nên khi phòng bệnh cho cây, các bạn chọn cái loại thuốc sinh học nào mà nó trị được con bọ trĩ thì mình mua để phun phòng cho cây nha. Lúc phun thì các bạn tập trung phun vào ngọn non và mặt lá dưới nhiều hơn những chỗ khác. Vì cái con bọ trĩ nó hay nằm ở trên ngọn non và cái mặt lá dưới của cây dưa. Để phun phòng bệnh cho cây hôm nay thì mình dùng đây là dầu nêm. Dầu nêm này thì nó chuyên trị bọ trĩ và nhiều bệnh khác nữa. Dầu nêm này thì trên thị trường có bán rất là nhiều. Dầu được chiết xuất từ cây nêm không có độc hại cho nên các bạn yên tâm mà dùng ngang. Đây là những chậu dưa lê sau khi mình trồng được khoảng 30 ngày. Dây dưa lê bây giờ cũng đã bò dài và hoa đực, hoa cái cũng ra rất là nhiều trên dây dưa rồi. Rồi bây giờ mình chia sẻ với các bạn cách phân biệt hoa cái và hoa đực luôn nha. Cái hoa mình đang cầm trên tay là hoa dưa lê cái đó các bạn. Cái hoa mà nó có cái trái phía dưới á, thì mình gọi là hoa cái nha. Hoa cái sẽ mọc ra từ chèo, mỗi một cái chèo như vậy thì mình sẽ giữ lại 1 đến 2 cái hoa để mình thụ phấn. Còn hoa đực thì nó sẽ mọc ra từ trong thân chính. Ở trên đây là cái hoa đực nè các bạn, chỗ cái tay mình đang chỉ là cái hoa đực đó. Cái hoa đực thì phía dưới cái hoa nó không có cái trái nha các bạn, nó chỉ có cái cuống hoa thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hái cái hoa đực này nè. Mình xé ra, mình lấy cái nhụy và mình chấm vào trong cái hoa cái để mình thụ phấn ngang. Trên tay mình bây giờ đang cầm một cái hoa dưa lê đực. Mình sẽ xé cái cánh hoa này ra, mình giữ lại cái nhụy hoa bên trong. Mình sẽ lấy phấn hoa trong cái nhụy này, mình chấm vào trong cái hoa dưa lê cái để mình thụ phấn cho hoa dưa lê nha. Cách thụ phấn cho hoa dưa lê thì một tay mình cầm cái hoa dưa lê cái nè. Còn tay kia thì mình cầm trên cái cuống của cái hoa dưa lê đực ha. Rồi mình lấy cái tay này mình xoay nè các bạn. Mình xoay cho phấn hoa trong cái nhụy của hoa dưa lê đực á, nó được bám thật là nhiều trên cái nhụy của hoa dưa lê cái nha. Nếu như vườn nhà các bạn á, ít hoa đực á, thì một hoa đực này mình thụ cho 2 đến 3 cái hoa cái. Còn như nhiều vườn nhà bạn nhiều hoa đực đó các bạn thì mỗi hoa đực thì mình thụ cho một hoa cái nha. Thụ phấn xong rồi thì mình sẽ vặt bỏ cái ngọn trên cái chèo để trái đó luôn. Từ trong cái trái mình đếm ra là mình chừa lại khoảng 2 lá. Còn lại cái ngọn là mình phải vặt bỏ nha các bạn. Mình vặt bỏ như vậy thì để dinh dưỡng nó tập trung vào, nó nuôi cho cái trái của mình nhanh lớn nha.
Một cái chèo như vậy thì mình có thể nuôi được 1 đến 2 trái. Chèo nào khỏe thì mình nuôi 2 trái, còn chèo nào yếu thì mình chỉ nuôi 1 trái thôi nha các bạn. Còn như vườn mình trồng nhiều dưa, ong nó bay tới rất là nhiều. Ong nó tới hút mật như vậy thì nó sẽ bay từ hoa này sang hoa khác, thì nó sẽ thụ phấn giúp cho mình. Khi vườn mà có ong như vậy á, mình không thụ phấn thì cây dưa mình nó cũng đậu được rất là nhiều trái nha các bạn. Sau 3 ngày thụ phấn thì trái nào đậu thì nó sẽ phình to như vậy. Những trái phình to như vậy thì mình sẽ lấy cái bao mình bao lại liền nha các bạn. Mình mà không bao lại thì con ruồi vàng nó bay tới nó chích vào trong trái dưa thì cái trái dưa nó sẽ bị hư liền. Cho nên mà trái dưa nào vừa phình to là mình phải bao lại liền nha các bạn. Cây dưa lê nào khỏe thì nó sẽ nuôi từ 5 đến 7 trái, còn những cây nào yếu thì nó nuôi được khoảng từ 3 tới 5 trái. Cây nào nuôi ít thì trái nó sẽ to hơn những cây nào nuôi trái nhiều. Cây nào mà nuôi 5-7 trái thì trái nó đạt khoảng chừng 300 đến 400 gram. Còn cây nào mà nuôi khoảng 3-4 trái thì trái nó đạt khoảng 700 gram đến 1 kg nha các bạn. Khi cây đã đậu trái rồi, mình muốn trái nhanh lớn, trái to hơn thì mình sẽ bón nhiều phân đạm cho cái giai đoạn này. Khi mình bón phân có hàm lượng đạm cao thì nó giúp cho cái trái dưa mình nó nhanh lớn. Giai đoạn trái đang phát triển mà mình bón thiếu phân đạm thì cái trái nó sẽ bị teo tóp và nó không có to được nha các bạn. Khi mình bón đầy đủ phân đạm thì những cái trái teo tóp này nó cũng sẽ phình to ra nha. Phân có hàm lượng đạm cao thì các bạn có thể bón phân dê, phân gà hoặc là phân cá đều được. Hôm nay thì vườn mình có sẵn phân dê đã ủ hai mục thì mình sẽ bón phân dê nha các bạn. Phân dê này thì ở nhà mình tự ủ, nếu như các bạn thích mình chia sẻ về cách ủ phân dê này thì hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy phân dê và bón cho cây dưa lê nha. Cách bón phân dê thì mình cũng đổ phân dê vào trong chậu, mình sẽ dàn đều khắp mặt chậu. Độ dày của phân dê tầm 1 đến 2 lóng tay. Phân dê này trên thị trường mình thấy có bán rất là nhiều, có 10.000 một ký thôi. Nếu như các bạn muốn bón phân dê này cho cây thì sau khi mua về thì các bạn phải ủ cho hoai mục và xử lý sạch mầm bệnh rồi mới đem bón cho cây dưa được nha. Bón phân xong rồi thì mình sẽ đi tưới nước cho cây. Ở mỗi giai đoạn của cây dưa thì giai đoạn nào cây nó cũng cần phân, đặc biệt là cái giai đoạn mà cây nuôi trái này thì cây cần rất là nhiều phân. Cho nên ở cái giai đoạn cây đang nuôi trái này thì tầm 1 tuần các bạn phải bón phân hữu cơ cho cây một lần. Phân hữu cơ thì các bạn có thể bón phân gà, phân bò hoặc là phân trùng quế đều được nha các bạn. Khi mình bón phân đầy đủ vậy đó các bạn, cái cây của mình trong giai đoạn đang nuôi trái thì cái cây của mình nó cũng không có bị kiệt sức. Nó vẫn tiếp tục ra những cái chèo mới và cho ra những cái trái non của đợt tiếp theo nha các bạn. Để biết ở giai đoạn này cây khỏe và đã đủ phân chưa thì mình nhìn vào bộ lá của nó nha các bạn. Khi cây đang nuôi trái mà lá vẫn xanh tốt, to, mập mạp, ngọn non vẫn vươn dài, chèo vẫn ra rất là khỏe thì như vậy là cái cây của mình đã đủ phân. Trong cái giai đoạn cây đang nuôi trái này thì cây cần rất là nhiều phân. Nếu như các bạn bón ít phân quá thì cái ngọn nó sẽ bị chùng lại. Đây là những cái ngọn non đã bị chùng lại, không có thể vươn dài ra được. Những cái chèo này nó ra trái thì trái nó cũng bị teo tóp chứ không có lớn lên được. Như vậy thì mình đã biết cây mình đang thiếu phân rồi đó nha các bạn. Cách bón phân cho cây dù là phân hữu cơ hay là phân hóa học thì các bạn cũng phải bón đúng liều đúng lượng. Đối với phân hữu cơ mà các bạn bón nhiều quá thì cây sẽ bị ngộ độc hữu cơ. Còn như phân vô cơ, nếu như các bạn bón nhiều quá thì cây sẽ chết và không có thể nào mà cứu kịp nha các bạn. Phân mình đang bón cho cây là phân gà viên. Hồi tuần trước mình bón phân dê rồi thì tuần này mình sẽ bón phân gà viên. Mình cứ luân phiên như vậy nha các bạn. Phân gà viên thì mình sẽ rắc đều khắp mặt chậu. Sau khi rắc phân xong thì mình sẽ cho lên lớp phân làm một lớp đất thịt để giữ ẩm cái lớp phân bên dưới. Ngoài giữ ẩm cái lớp phân bên dưới ra thì mình cũng bổ sung thêm đất cho cây nó đủ đất ăn nha các bạn. Bón phân xong rồi thì mình phải tưới nước cho cái phân gà này nó mềm ra. Khi cái phân gà này nó mềm ra thì nó dễ hòa tan vào trong đất thì cái bộ rễ nó dễ hấp thu hơn nha các bạn. Trong cái giai đoạn cây dưa đang nuôi trái này, nếu mà cây dưa khỏe thì nó tiếp tục cho ra những cái chèo và cho ra rất là nhiều trái. Những cái chèo nào mà không có trái thì mình sẽ cắt bỏ đi. Còn những cái chèo nào nó có trái thì mình sẽ vặt bỏ cái ngọn để nó nuôi cái trái bên trong nha các bạn. Ở đây mình có một cái chèo đang ra trái nè, mà cái ngọn nó ra dài ngoằng luôn. Một cái chèo nuôi trái mà nó ra cái ngọn dài ngoằng như vậy thì nó không thể nào nuôi cái trái lớn lên được nha. Để cho cái trái dưa lê này lớn nhanh thì bắt buộc mình phải cắt bỏ bớt cái phần ngọn. Mình chỉ giữ lại hai lá đếm từ trong trái ra thôi. Đây là trái dưa lê sau khi mình cắt ngọn được khoảng 4 ngày. Trái dưa lê bây giờ nó đã phình to ra thấy rõ và nó đã tròn trịa và không còn mốt méo nữa.
Vì dinh dưỡng bây giờ nó chỉ tập trung vào nó nuôi cái trái, nó không còn nuôi những cái chèo dài ngoằng như vậy nữa. Ngoài cắt những cái ngọn đang nuôi trái ra thì các bạn vặt luôn những cái chèo mà không đậu trái. Ở trên thân cây dưa lê thì nó ra rất là nhiều những cái chèo không có đậu trái, những cái chèo như thế này nè các bạn. Mình phải thường xuyên vặt bỏ nha. Mình thấy là mình phải vặt bỏ liền, vì những cái chèo này nó đâu có cần thiết đâu, mà mình nuôi rất là nhiều chèo như vậy thì nó sẽ hao rất là nhiều dinh dưỡng, thì làm cho cái cây dưa lê mình không tiếp tục ra trái mới được nha các bạn. Để trồng được một dàn dưa lê ra nhiều trái, ngoài bón phân định kỳ và phun phòng bệnh ra thì các bạn phải kết hợp vặt chèo nách, vặt những chồi không cần thiết thì cái dàn dưa lê mình mới ra được nhiều trái và đạt năng suất cao được nha các bạn. Khi cây trồng được 45 đến 50 ngày thì trái từ màu xanh đã bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt. Ở cái giai đoạn này thì trái vẫn tiếp tục lớn lên và phía trên ngọn đang bắt đầu ra rất nhiều trái non, cho nên mình vẫn phải bón thêm phân cho nó một lần nữa trước khi thu hoạch nha các bạn. Lần này thì mình sẽ bón phân hữu cơ cộng thêm một chút xíu phân kali. Mình kết hợp vừa hữu cơ và kali vậy thì làm cho cái trái dưa mình nó ngọt đậm đà hơn nha các bạn. Nếu ở cái giai đoạn này mình chỉ bón phân hữu cơ thôi, không có phân kali, thì cái trái dưa lê mình nó ngọt vừa phải chứ nó không có ngọt sắc, không có ngọt đậm đà nha các bạn. Cho nên nếu như các bạn có phân hữu cơ như là dịch chuối hay những cái phân kali hữu cơ nào thì mình bón thêm cho cây nha. Rồi còn khoảng 10 đến 15 ngày trước thu hoạch thì mình không bón bất cứ loại phân nào, mình chỉ tưới nước thôi. Khi nào mình thấy trái dưa lê nó có màu vàng đậm, mình ngửi thấy có mùi thơm thì lúc đó mình bắt đầu thu hoạch dưa lê ăn dần được rồi đó các bạn. Có hai cách thu hoạch dưa lê. Cách thứ nhất là các bạn thu hoạch một lần rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Rồi cách thứ hai thì mình ăn tới đâu thì sẽ thu hoạch tới đó. Thường thì mình sẽ thu hoạch theo cách thứ nhất, là mình sẽ thu hoạch một lần rồi mình bón phân cho cây để cây tập trung dinh dưỡng nuôi những cái trái phía trên. Còn mình thu hoạch từ từ như vậy thì cái cây nó mất công nuôi một lúc hai đợt trái. Nó vừa nuôi trái chín và vừa nuôi trái non nữa, thì cái trái non nó không thể to bằng cái cây chỉ nuôi trái non thôi nha các bạn. Các bạn xem video thấy hay và hữu ích thì nhớ nhấn đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì các bạn là người đầu tiên xem video nha. Cái trái dưa lê vườn mình nó chuyển sang màu vàng nhưng mà nó chưa có chín. Khi nào mình ngửi thấy có mùi thơm mà cái vỏ của trái dưa lê nó chuyển sang màu vàng cam á, thì lúc đó trái dưa lê đã chín. Nếu như hôm nay trái dưa lê chín thì mình sẽ cắt ra để các bạn xem bên trong trái dưa lê ha. Tầm một tuần nữa mình thu hoạch dưa lê thì mình sẽ quay video lại để các bạn xem coi bên trong trái dưa lê nó ngon như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy thích video hôm nay thì đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì các bạn hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Rồi những video tiếp theo các bạn thích mình chia sẻ về trồng và chăm sóc cây gì thì hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới hay hơn nha.